Qua sao không chạy đi Giang? Hả? Qua bển hay vậy? Hồi nãy chạy xe ở bển á. Hồi nãy tao chạy đường bển á. Ủa? Thấy bên đây tao mới chạy vòng đó. À, chạy vô đường kinh đó là đường kinh chạm bơm. Ừ. Có đường qua anh đây đâu. Ủa, cái gì tao mới chạy vòng đường... Đường giấc khỉ đó. Đủ hết nè, ốc khác không dặn cái gì cho đủ. Mà lên chạy nó xúc tá lả âm binh hết trơn luôn. Nè. Bởi gì? Đủ, nó dây gô gô không có tầm nào tăng hết trơn á. Đủ mà chạy tới dây băng tải rồi đủ mà ăn lúa thì đứng luôn. Trời ơi. Đủ mà lỡ rồi chạy mẹ cho gọi với sao giờ. Ừ. Đủ mà vô lúa ăn rồi đủ mà đứng nhặt đủ mà bực bội. Ở bển còn nhiêu công nữa Văn? Ở bển còn nhiêu công nữa? Gì hả? Vô lúa chạy nó có đứng lại không à? Hai dây này cũng vậy luôn. Đủ. Không có cộng nào tăng hết trơn. Chơi giang hồ. Giang hồ chơi vậy mới ghê. Chỉ biết chạy thôi. Chỉ ta biết chạy thôi. Ta đâu biết tăng trang. Tao mất tiêu rồi ta. Tấm cửa lấy bản trời. Mẹ không có gì đâu. Ok. Rồi coi giúp tao đi. Mà không gì không chạy không nại vô cái gốc cây. Tụ nó mới về bánh mới chát. Tụ mới về. Có hai người hứng à, bự hơn chồng chạy vợ đi hứng lúa luôn.
mẹ rồi là bồn cao vậy thì sao đi cầu? Không biết chắc cái vùng đó ít đi cầu thôi gì. Đúng rồi, vùng đó. Bồn này là tôi đi là vừa cả đó, vừa cả đó luôn á. Cái vùng đó bọn ta cầu ta cao không còn mình. Vùng Cần Thơ á. Ừ. Nói vậy là mày dễ đi hơn phải không? Đụng cỏ chứ nó cỏ đó. Dạ. Cỏ ta. Chiều cao thì nó bằng 70 à. Thôi rồi đó. À nhưng mà có cái tại nó nặng sát cho nên nó xuống độ. Tắm nó bị dài, cái gần nó dài. Không, nó xuống nó lúng hơn. Cái chiều này cái đụng cỏ cầu 70 rồi cỏ một cái đụng cỏ phá ra là mấy đúng rồi. Đúng rồi, nó lúc mà nó xuống chẹt nó nặng á. Nó nặng rồi nó thấp hơn gần 70. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.